cá chấm. Mì. Người như kiếm này. Cá này nó còi rồi, còi rồi. Suy dinh dưỡng rồi cá này. Chào mọi người. Giờ hai chú cháu bắt đầu là xuống đi thăm lưới mình kìa. Thả lưới từ lúc nào à? Ổn đấy. Lát đây. Lát đây. Chúng ta rất là khâu à? Hả? Khâu à? Đó đi mày. Rồi hai chú cháu bắt đầu ra ngoài hồ đi thăm lưới mọi người nhá. Không được con nào nha. Em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muốn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ người phận cho ai? Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh. Em cô đơn như con thuyền ấy, nhẫn theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi? Thanh xuân em còn nữa đâu anh? Mất nửa đời em đợi chờ duyên.
Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Đây mọi người nha, cái hồ này nha. Đây. Hồ đẹp long lanh không mọi người? Tình hình là không dính con cá đâu mọi người ạ. Chào này. Ê ơi. Châu rác cái này vậy. Cái khạt lưỡng này nó rua quay là khạt lưỡng này vậy. Được một chú mèo mọi người ạ. Đúng một con. Chắc là có này gì à, một, được một cái mèo bên đây này. Chấm chấm nó. Trời. Là. Lại tiếp tục mọi người. Cho con ăn à, ăn trương à con nhá. Mẹ. Ô, mệt lớn thế đâu. Cá mé à? Cá chấm. Mé. Cá chấm một đứa đi. Nó kiếm mẹ. Cá này nó quài rồi. Suy dinh dưỡng rồi cá này. Suy dinh dưỡng rồi. Ông Nguyên nhắc xoáy dùng bắn này chứ. Ông Nguyên ấy dùng bắn này đi. Ông Nguyên tài cái này bao giờ mà ăn đi.